Sau cái tát gây chấn động tại Oscar 2022, Will Smith đã gửi lời xin lỗi đến Chris Rock. Lễ trao giải thường niên Oscar là nơi quy tụ nhiều anh tài, những tuyệt tác màn ảnh nổi bật và cả những tiêu điểm thú vị nhằm giữ nhiệt cho sự kiện này. Và tiêu điểm của lễ trao giải năm nay lại đổ dồn vào pha tác động vật lý của Will Smith dành cho Chris Rock. Cụ thể, trên sân khấu lễ trao giải, Chris Rock bày tỏ sự mong chờ trước phần tiếp theo của bộ phim G.I. Jane và nhắc đến bà xã Will Smith, nữ diễn viên Jada Pinkett Smith như một ứng cử viên sáng giá. Lý do là bởi vì nhân vật chính của G.I. Jane xuất hiện với tạo hình cạo đầu trọc và Jada Pinkett Smith cũng nổi tiếng với mái đầu trọc. Đây bị coi là màn đùa vô duyên nhất lịch sử Oscar vì mang tính miệt thị ngoại hình. Nhưng vấn đề không chỉ dừng lại ở body Samsung, hóa ra vợ Will Smith phải để đầu trọc không phải vì sở thích cá nhân, mà là do cô bị mắc bệnh alopecia, chứng rụng tóc từng mảng do rối loạn tự miễn dịch. Đây là lý do khiến Will Smith không thể kiểm soát được cơn giận dữ và tặng cho Chris Rock một cú đấm trời giáng khi vợ anh trở thành nhân vật chính trong một câu đùa vô duyên. Đã có những lời tán thưởng cú đấm của Will Smith, nhưng ngay sau đó cũng lại có những lời phản đối và coi đó là một hành vi trả đũa bạo lực không phù hợp trong bối cảnh một lễ trao giải danh giá. Sáng ngày 29 tháng 3 theo giờ Việt Nam, Will Smith gây xôn xao dư luận khi chính thức lên tiếng về scandal tác Chris Rock tại sân khấu lễ trao giải Oscar và gửi lời xin lỗi đến đồng nghiệp. Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh cũng lên tiếng ngay vào hôm qua, khẳng định sẽ điều tra và xem xét lại vụ việc ẩu đả này theo nội quy, tiêu chuẩn ứng xử và luật của California. Nguyên văn tâm thư do chính nam diễn viên chia sẻ thông qua mạng xã hội như sau: "Bạo lực ở bất cứ hình thức nào đều là độc hại và gây ra tổn hại lớn. Hành động của tôi tại lễ trao giải Oscar tối hôm qua là không thể chấp nhận được và không thể bào chữa được. Nói đùa cũng là một phần công việc của tôi, nhưng lời nói đùa về tình trạng sức khỏe của Jada là quá sức chịu đựng đối với tôi. Tôi đã phản ứng theo cách quá cảm tính. Chris, tôi muốn chính thức xin lỗi cậu, tôi đã vượt quá giới hạn, tôi sai rồi, tôi thực sự xấu hổ. Hành động này đã khiến cho bản thân tôi bộc lộ ra khía cạnh tôi không hề muốn. Một thế giới tràn đầy tình yêu và lòng nhân ái, không có chỗ cho bạo lực hoành hành. Tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi tới Viện Hàn Lâm, những người sản xuất chương trình, tất cả những khách mời tham dự và những ai theo dõi chương trình trên toàn thế giới. Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới gia đình nhà William, gia đình King Richard, bộ phim giúp Will Smith đoạt nam diễn viên xuất sắc nhất của giải Oscar. Tôi vô cùng hối hận vì hành vi của mình đã làm vấy bẩn hành trình tuyệt vời của tất cả chúng ta. Tôi sẽ sửa đổi bản thân. Trân trọng." Dùng bạo lực để đáp trả không bao giờ là hành động được tán dương. Có vô số những cách xử lý khác để không khiến hàng triệu người theo dõi màn hình trực tiếp cảm thấy họ được cổ suý cho việc công khai trả đũa. Nhưng Will Smith cũng chỉ là con người, và đã là con người sẽ không có những giới hạn nhất định để họ đứng lên bảo vệ cho những gì họ coi là quan trọng trong đời. Với Will Smith là vợ. Năm 1994, Will Smith và Jada Pinkett gặp nhau lần đầu tiên khi cô tới tham gia thử vai trong tác phẩm điện ảnh The Fresh Prince of Bel-Air do nam tài tử đóng chính. Tuy nhiên, thời điểm đó, Will Smith đã kết hôn với Zare Jampino và có cậu con trai tên Trey. Năm 1995, cặp đôi bắt đầu mối quan hệ sau khi Will Smith chia tay với Zare Jampino. Năm 1997, Will Smith cầu hôn vợ. Đám cưới kín đáo giữa hai người diễn ra tại một khách sạn ở Baltimore, quê hương của Jada. Một năm sau, cặp đôi chào đón nhóc tì đầu lòng là gia đình. Chuyện tình kéo dài hơn 2 thập kỷ của Will Smith và Jada Pinkett Smith luôn khiến nhiều người phải cảm thán rằng nam tài tử quả thực là một người chồng tuyệt vời, hoàn hảo.